Lợi thế của Ukraine sau chiến thắng Kherson. Sau thắng lợi Kherson, Ukraine giành lợi thế chủ động để thúc đẩy các cuộc phản công thay vì chấp nhận đóng băng tiền tuyến trong mùa đông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 11 tháng 11 là ngày lịch sử khi lực lượng nước này giành lại thành phố Kherson. Ukraine giành được chiến thắng mang ý nghĩa chiến lược và biểu tượng này khi giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn dọc hơn 1.000 km chiến tuyến. Việc để mất thành phố Kherson được cho là đòn giáng mạnh đối với Moscow, đặc biệt sau tuyên bố Nga sẽ ở lại Kherson mãi mãi. Ukraine đang ở thế chủ động và có động lực để định đoạt những diễn biến tiếp theo của chiến sự. Philip Ingram, cựu sĩ quan tình báo cấp cao của quân đội Anh, nói, giành được Kherson, quân đội Ukraine giờ đây có thể rảnh tay để tập trung lực lượng bảo vệ thành phố Bakhmut ở vùng Donbass, nơi Nga đã tìm cách tấn công suốt nhiều tháng qua. Từ Bakhmut, Ukraine có thể phát triển đà tiến công về phía đông, mùa đông sẽ làm mọi thứ chậm lại nhưng không thể ngăn bước tiến của Ukraine. Người Ukraine sẽ chuẩn bị để tiếp tục chiến đấu suốt mùa đông, trong khi người Nga không được trang bị tốt để chống chịu cái lạnh ở đây, ông Ingram nói. Những gì lực lượng Nga bỏ lại dọc tuyến đường tới thành phố Kherson đã cho thấy điều kiện chiến đấu khó khăn của họ trước khi rút quân. Đó là những chiến hào hẹp, lầy lội và không được che chắn trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều trái ngược với Ukraine. Bất kỳ điều gì quân đội Ukraine làm đều được lên kế hoạch cẩn thận, giữ bí mật và có thể được thực hiện rất hiệu quả, Ingram nói. Tướng Mỹ về hưu Ben Hodges nói rằng lực lượng Ukraine không cần phải tiến quân vượt sông Dnipro khi đã kiểm soát bờ Tây và chỉ cần triển khai các tổ hợp pháo SIMARS ở đây để liên tục tập kích phòng tuyến Nga ở bờ đông. Theo Hodges, lực lượng Nga tập trung ở phía nam có thể phải đối đầu với các đơn vị Ukraine tiến từ phía Kharkov xuống thành phố Mariupol. Người Nga sẽ phòng thủ, nhưng đó là khu vực có địa hình trống trải và dễ bị tấn công, ông nói. Kherson sẽ trở thành bàn đạp cho bất kỳ hoạt động tác chiến nào của Ukraine từ sườn trái. Khi họ tiến về Mariupol, Berdyansk và Melitopol, các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, trụ sở ở Washington, nhận định thắng lợi ở Kherson chưa đủ để giúp Ukraine đảm bảo an ninh tương lai cũng như khả năng bám trụ về kinh tế. Nếu họ dừng lại trong mùa đông, điều đó sẽ trao lợi thế rất lớn cho Nga. Nga lúc đó sẽ có thêm thời gian để hồi phục lực lượng, củng cố thế trận và ngăn Ukraine tận dụng tối đa những lợi thế mà họ có được từ các chiến thắng gần đây. ISW cho hay, báo cáo của ISW nhận định lực lượng Ukraine sẽ phát huy ưu thế từ mặt trận Kherson để thúc đẩy đà phản công vào tỉnh Lugan hoặc phát động chiến dịch tấn công mới ở khu vực khác. Việc trì hoãn hay giảm nhịp độ tác chiến trong vài tháng tới sẽ không xảy ra, cơ quan này đánh giá. Hodges cũng nhận định lực lượng Nga sẽ tìm cách thể hiện hình ảnh cứng rắn bằng một chiến dịch tiến công mới ở tỉnh Donetsk nhằm giảm sĩ khí của Ukraine. Cả hai bên đều đã sẵn sàng chiến đấu trong bùn lầy và băng tuyết. Họ sẽ không ngừng giao tranh khi mặt đất đóng băng, khiến các phương tiện cơ giới cỡ lớn dễ cơ động hơn. Khi mùa đông tới, các trận chiến sẽ quyết liệt hơn, thay vì đình trệ, chuyên gia này nói. Báo cáo của ISW tin rằng Ukraine sẽ dựa vào chiến thắng Kherson để tạo nền tảng giành lại nhiều lãnh thổ hơn trong những tuần và tháng tới. Đây không phải là lúc để giảm viện trợ hoặc gây sức ép cho các lệnh ngừng bắn hay đàm phán. Đây là thời điểm giúp Ukraine tận dụng các điều kiện có lợi cho Kiev, các chuyên gia của ISW cho hay.